Rồi, xin chào anh em. Cũng tiếp tục cái series nhiếp ảnh cơ bản giúp cho những anh em đang hay là sắp học chụp hình, chuẩn bị mua máy ảnh, sử dụng máy ảnh. Và bài hôm nay là mình chia sẻ với anh em về ống kính, tìm hiểu về ống kính, cách đọc các cái con số trên ống kính, hay là hiểu về các cái con số đó và nhu cầu của mình để chúng ta sắm một cái ống kính cho nó phù hợp. Một ống kính cơ bản thì anh em thấy là phía trước dĩ nhiên là người ta gọi là cái thấu kính mặt trước. Rồi tiếp theo là ở bên trong cái ống kính thì dĩ nhiên là trong ống kính thì nó có nhiều những cái cụm thấu kính. Tùy theo nhà sản xuất họ sẽ có những cái kết cấu, cấu trúc các cái cụm thấu kính, những cái lớp thấu kính hoặc là những cái nhóm thấu kính tùy theo hãng. Các cái thấu kính hội tụ hay là phân kỳ, ánh sáng đi qua những cái cụm thấu kính đó và nó hội tụ lại trên mặt phẳng lấy nét của cái cảm biến hay là bề mặt phim như thế này đó. Và nó có một cái cơ phận nữa, đó là những cái lá thép cấu trúc lại thành một vòng khẩu độ mở đóng ha, lớn hay nhỏ ở bên trong ống kính. Tiếp theo cái thấu kính mặt trước có những con số thì đến cái vòng. Thì cái vòng này là cái vòng chúng ta lấy nét. Khi mà những cái ống kính tự động chúng ta bấm trên máy ảnh lấy nét thì cái vòng này nó tự xoay. Hoặc là chúng ta có thể lấy nét thủ công, lấy nét bằng tay á, chúng ta tự lấy nét thì cái vòng này là vòng lấy nét tiếp theo. Rồi trên đó chúng ta thấy có những cái con số rất là nhiều ở trên này. Chúng ta thấy là nó là con số đo khoảng cách lấy nét từ cái tâm ống kính hay trên cái bề mặt của cảm biến đến cái vật thể mà chúng ta chụp. Thì ngày xưa khi mà những người thợ chụp hình lúc đó chụp bằng MF mà có nghĩa là lấy nét bằng tay á, thì người ta phải vặn để lấy nét. Thì nhiều người họ đo khoảng cách bằng mắt quen rồi thì họ tự vặn này và họ lấy nét luôn. Tiếp theo cái vòng đó là chúng ta thấy có tiếp một cái vòng, nó gọi là vòng thay đổi tiêu cự. Thì nếu mà một cái ống kính có một tiêu cự thì là không có cái vòng đó. Nhưng mà ống kính nhiều tiêu cự, người ta gọi là ống kính đa tiêu cự, hoặc là chúng ta hay gọi là ống kính zoom đó, ống kính tele, ống kính zoom ra zoom vào thì nó có thêm cái vòng zoom. Đó là cái vòng tiếp theo. Vòng này là vòng lấy nét, vòng này là vòng zoom đó. Thì khi chúng ta vặn thì chúng ta thấy nó thò ra thụt vào, thò ra thụt vào. Nhưng mà có nhiều ống kính chúng ta vặn chúng ta sẽ không thấy nó thò ra thụt vào đâu, mà nó sẽ chuyển động các cái cụm thấu kính ở bên trong và ở ngoài chúng ta không có thấy. Hoặc là có những cái ống kính thì cái vòng lấy nét đó không phải là vặn như hồi nãy mình vặn mà nó giật ra giật vào như thế này đó. Tiếp theo cái vòng thay đổi tiêu cự thì ở một số ống kính mới ngày hôm nay anh em thấy có các cái nút nữa. Ở đây những cái nút thì có cái nút là thay đổi khoảng cách lấy nét gần nhất, hoặc là thêm một cái tính năng phụ trợ cho người chụp, đó là cái tính năng chống rung. Có nghĩa là nó ổn định hình ảnh, nó giúp cho chúng ta khi chúng ta cầm một cái bộ máy nặng quá, tay chúng ta rung hoặc là chụp ở tốc độ màn tập chậm quá. Cái tính năng đó nó có những cái hoạt động về cơ khí, về thấu kính như thế nào đó để nó làm, nó cân lại cái hình ảnh chúng ta, nó không bị mờ nhòe khi chúng ta chụp tốc độ màn tập nó chậm hoặc là quá chậm. Thì dĩ nhiên hãng nào hay là ống kính nào có thêm tính năng đó thì chúng ta phải trả thêm tiền, ống kính nó sẽ đắt hơn một chút. Hoặc là ở ngay trên này có cái nút mà chúng ta muốn lấy nét bằng tay, là người ta ghi trên này là MF, hay là chúng ta gạt qua AF để lấy nét tự động, nghĩa là chúng ta lấy nét ngay trên thân máy, bấm là tự động lấy nét, không phải xoay cái này. Một cái vòng bên trong nữa, cái vòng bên trong này cũng vậy, có nghĩa là có ống kính thì có, ống kính thì không. Nhất là các ống kính cũ ngày xưa là gần hầu như là có cái vòng thay đổi khẩu độ ở đây. Còn các ống kính mới ngày hôm nay thì có rất là nhiều ha, kể cả những ống kính cao cấp đều không có cái thay đổi khẩu độ đó. Những cái ống kính mới ngày hôm nay không có trên thân máy thì nó có cái con chip, một cái mạch ở đằng sau này kết nối với lại cái mạch ở trong máy ảnh. Khi chúng ta gắn vô máy ảnh thì tất cả các dữ liệu về thông số trên ống kính này nó chuyển qua được điều khiển ngay trên máy ảnh. Chúng ta thay đổi khẩu độ cái máy ảnh luôn, không cần phải vặn ở trên này nữa. Thì đây là cái vòng khẩu độ để những anh em mới mà khi đi mua ống kính mà thấy nó có cái vòng này, có nghĩa là chúng ta thay đổi khẩu bằng tay trên này luôn đó. Rồi đằng sau đây là cái ngàm, dĩ nhiên ha, cái ngàm để chúng ta gắn vào máy ảnh. Thì mỗi hãng họ có cái ngàm riêng, đó là cái các cái thành phần cơ bản của một ống kính. Các cái con số ở trên ống kính nếu mà chúng ta có thể quên đi hết, không quan tâm, thì chúng ta cũng cần nhớ hai cái con số. Con số thứ nhất là ống kính này tiêu cự bao nhiêu, và khẩu độ lớn nhất, độ mở về khẩu độ đó lớn nhất là bao nhiêu. Thì ở trên này đơn vị tính của tiêu cự là
mm. Ví dụ như ống kính này là ống kính 50 thì họ ghi là 50 mm. Còn ví dụ ống kính tele thì ví dụ 70 đến 210 đi thì họ ghi là 70 ⅔ 210 mm. Thì con số đó là con số tiêu cự ống kính, chúng ta hay gọi là độ dài ống kính. Con số thứ hai là con số nói về khẩu độ lớn nhất của ống kính. Thì ví dụ như ống kính họ ghi là f-2.8, có nghĩa là ống kính này có độ mở về khẩu độ lớn nhất là 2.8. Thường các ống kính zoom nó lại có hai khẩu. Ví dụ như là họ ghi là 4ⅵ 5.6, có nghĩa là cái khẩu độ lớn nhất của ống kính là 4. Nhưng mà khi chúng ta zoom á thì nó sẽ khép dần đến 5.6. Đó, người ta gọi là ống kính hai khẩu. Rồi có những cái ống kính zoom mà đắt tiền, chất lượng á thì họ chỉ ghi có con số, ví dụ như là 2.8. Người ta gọi là khẩu toàn giải, có nghĩa là chúng ta khẩu lớn nhất ở tại 70, nhưng mà đến 200 nó vẫn là khẩu lớn nhất là 2.8. Thì cái ống kính cực kỳ chất lượng, hệ thống lá khẩu với lại hệ thống các cái thấu kính nó phức tạp và chúng ta trả rất là nhiều tiền. Cho nên là ống kính tele zoom mà một khẩu như vậy là ống kính rất chất lượng và đắt tiền. Còn hai khẩu thì dĩ nhiên nó đi theo tiền nào của đó, nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau. Rồi ở đây thực ra là cũng không phải là phân loại nhưng mà gom thành từng nhóm để cho anh em dễ lựa chọn. Chúng ta hay nghe nói đến ống kính độc man. Đó là cái ống kính trung bình á. Ống kính trung bình là ống kính gì? Ống kính trung bình là ống kính có tiêu cự 45 đến khoảng 55, hơn 55 một chút. Đó, có nghĩa là một cái ống kính nó có góc nhìn như là mắt người, đại khái người ta nói vậy đó, như mắt người mình nhìn từ bên này thấy qua này. Đó, mình có một cái góc như thế này thì người ta gọi là ống kính tiêu cự trung bình. Ống kính trung bình là khi chúng ta chụp rất là đa dạng chủ đề, đa dạng loại ảnh, con người cho đến cảnh vật thì chúng ta dễ nhìn hơn, tại vì nó giống như là cái con mắt của mình nhìn hàng ngày, mình thấy cảnh vật sao thì cái góc nhìn nó y vậy. Một cái nhóm ảnh chúng ta gọi là ống kính góc rộng. Góc rộng có nghĩa là chúng ta nhìn rộng hơn. Đó, rộng hơn như thế này thì thường là tiêu cự 20, 24, 28. Ống kính góc rộng thì chúng ta chụp được cảnh rộng. Khi chúng ta ở trong một cái hoàn cảnh, một cái bối cảnh chúng ta không lùi được thì chúng ta chụp được rộng hơn. Nhưng mà chụp ống kính góc rộng thì nó lại phát sinh cái hiệu ứng của tiêu cự góc rộng. Nó sẽ tạo ra cái luật viễn cận đó. Cái nào gần thì nó sẽ phình to ra. Nếu chúng ta càng gần thì nó càng phình to ra, càng xa thì nó càng nhỏ lại, và nó tạo các cái lớp ảnh nó xa dần ra, và như vậy là nó sẽ thay đổi cái tỷ lệ của các cái vật thể ở gần và ở xa, nó khác nhau. Rồi một cái nhóm ống kính khác là ống kính tele, chúng ta hay gọi là ống kính tiêu cự dài. Thì khi mà chụp cái ống kính tiêu cự dài á, các cái lớp ảnh nó lại xít lại với nhau đó, rồi các cái hậu cảnh nó lại phình ra và nó tạo thêm một cái hiệu ứng xóa mờ hậu cảnh gì nữa. Ngoài ra thì có một số ống kính chuyên dụng, ví dụ như là ống kính macro, ống kính chuyên chụp những cái cận cảnh. Thì ống kính macro là chúng ta dí sát được, chúng ta chụp nó gần, nó có cái tỷ lệ phóng đại lớn hơn. Ví dụ như tỷ lệ 1:1 có nghĩa là tỷ lệ giống như là ở bên ngoài xa thì trong cái khung hình nó vậy, nó phóng to cái vật thể này ra. Đó, chúng ta chụp macro close up gì đó thì ví dụ những cái chi tiết nhỏ, những cái lông lá của một cái con bọ, con sâu, hay là những cái chi tiết của một sản phẩm chúng ta nhìn thấy rõ hơn. Đó, ống kính macro, hay là những cái ống kính fish eye, ống kính mắt cá, chúng ta chụp nó tròn, nó to và cái góc nó rộng, thậm chí nó rộng đến 180 độ. Đó, thì tạo ra những cái kiểu về mặt thị giác chúng ta nhìn cái hình nó khác. Đó, thì những cái ống kính đó là ống kính chuyên cho một cái loại ảnh khác nhau. Bây giờ hai cái con số mà quan trọng mà khi anh em đi mua một ống kính anh em cần để ý, đó thứ nhất là tiêu cự của ống kính, thứ hai là khẩu độ của ống kính. Tiêu cự ống kính là một cái tiêu chí theo mình nhé, là quan trọng nhất khi anh em sắm một ống kính. Ví dụ như anh em mua một ống kính góc rộng thì nó rộng như thế này, anh em mua ống kính góc hẹp thì nó hẹp như thế này, chúng ta sẽ nhìn được cái cảnh hẹp thôi. Hoặc là anh em mua một ống kính chỉ có một tiêu cự thôi, có nghĩa là chúng ta gắn cái ống kính vào trong máy và chúng ta chỉ nhìn được một góc đó thôi. Hoặc là anh em mua một ống kính đa tiêu cự, có nghĩa là chúng ta thay đổi được tiêu cự đó. Từ nhà đến trường chẳng hạn, góc rộng cũng có mà góc hẹp cũng có, chúng ta thay đổi được như vậy. Đó là tiêu cự của ống kính. Đó. Thì như vậy là tiêu cự ống kính nào rộng hay hẹp phù hợp với cái nhu cầu của anh em. Ví dụ như anh em chỉ thích chụp phong cảnh từ xa, hay là anh em thích chụp chân dung headshot bán thân thôi. Hay là anh em chụp thể thao chẳng hạn, chúng ta không thể tiếp cận sát được với cái cầu thủ hay là một vận động viên gì đó, chúng ta cần tele. Dĩ nhiên mình phải dùng cái ống kính tiêu cự dài đó,
hay là ống kính tele. Lúc đó các ống kính góc rộng gần như là chúng ta không dùng hoặc là rất ít dùng thì chúng ta sắm nó sẽ phí, đại khái kiểu kiểu vậy. Hay là anh em thích chụp street light đời thường, đường phố gì đó thì anh em cầm cái ống kính nó cũng đủ rộng để anh em tiếp cận nhân vật, anh em chụp tạo ra một cái cảm giác là mình đang hiện diện trong cái bối cảnh đó. Chúng ta mua một cái ống kính tele dài, xong chúng ta núp vào trong bụi, chúng ta chờ một cái cảnh ra ngoài đường phố chúng ta chụp thì nó lại không có được cái hiệu ứng về mặt thị giác là khi chúng ta chụp một cái cảnh sinh hoạt mà chúng ta xem ảnh chúng ta thấy là chúng ta đang chứng kiến cái cảnh đó, chúng ta đang có mặt trong cái cảnh đó được. Đó, đại khái là như vậy. Cho nên là khi mua ống kính chúng ta lại xác định chúng ta chụp cái gì thì chúng ta cần cái tiêu cự nào nó tương thích với lại cái nhu cầu đó. Rồi bây giờ cái con số thứ hai là khẩu độ ống kính. Thì hôm trước mình đã nói rồi, anh em muốn có một cái ống kính mà chúng ta chụp xóa mờ hậu cảnh đó thì chúng ta mua một cái ống kính nó có khả năng mở khẩu lớn, ở đây là 2.8 chẳng hạn hay là 1.4 chẳng hạn, thì chúng ta phải trả nhiều tiền khi mà chúng ta chọn một ống kính có cái độ mở khẩu lớn. Có nhiều người không bao giờ chụp xóa phông hay là cần phải mở lớn khẩu, chỉ cần chụp nét từ nhà đến trường lớn nhất là chỉ cần 5.6 thôi, hoặc là 8, 11, 16 cần cái đốc dày thì không cần thiết phải mua một ống kính khẩu lớn. Chúng ta trả rất là nhiều tiền cho cái ống kính mà có cái khẩu lớn như vậy nhưng mà không dùng, không có nhu cầu đó thì nó sẽ phí đi. Cái điểm tiếp theo là anh em cũng coi thử là mình nên mua một cái ống zoom đó, nhiều tiêu cự thay đổi từ nhà đến trường, loại gì cũng chụp hết ha. Hay là anh em mua một cái ống kính một tiêu cự, có nghĩa là fix, ví dụ như ống kính này là ống kính 135 chỉ để chụp chân dung đó, nó phục vụ cho việc chụp dung hiệu quả hơn những cái ống kính khác, những kính zoom 2 khẩu gì đó, thì chúng ta xác định là chúng ta mua cái ống kính một tiêu cự hay là đa tiêu cự đó, tùy theo ngân sách, tùy theo nhu cầu, tùy theo cái tiêu chí mà anh em muốn về chất lượng hình ảnh nữa. Đối với mình, ống kính là một cái thành phần quan trọng khi mà chúng ta sắm một bộ máy ảnh. Anh em thì hay đầu tư tiền cho cái body, có nghĩa là cái thân máy á. Nhưng mà mình nghĩ là anh em cũng nên quan tâm và đầu tư cho ống kính. Ống kính nó quyết định cái lượng ánh sáng vào và chất lượng ánh sáng vào. Các cái thấu kính ở trong này nó chất lượng thì ánh sáng khi đi qua một đống các cái lớp thấu kính đó, đến khi nó đụng được cái bề mặt của cảm biến đó, nó cũng còn chất lượng. Thì ống kính càng chất lượng thì càng đắt tiền. Cho nên là nhiều khi anh em đầu tư quá nhiều, gần hết ngân sách cho cái thân máy nhưng mà lại không đầu tư cho cái ống kính, nhiều khi đó cũng không phải là cái cách hay đâu, cách đúng đâu để đầu tư cho ống kính. Cái thứ hai là khi chúng ta mua một ống kính, nhất là các bạn mới, chúng ta không nhiều ngân sách, chúng ta cũng bắt đầu học chụp, chúng ta mua những cái ống kính nó phù hợp với cái công việc, cái việc chúng ta tập tành hay là việc cái chủ đề chúng ta thích chụp cái gì chúng ta phải tính toán. Còn dĩ nhiên anh em có nhiều tiền đó, thì giống như anh em chụp hình hay nói ăn chơi phải sướng, cứ có tiền cái nào tốt nhất đắt nhất chúng ta mua về cất tủ chống ẩm đó. Thôi anh em vui vẻ, và anh em đang có một cái máy ảnh, một cái ống kính rồi, anh em chúng ta chụp thật nhiều hình ảnh và chia sẻ cho nhau. Chúc anh em vui vẻ.